Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ hiện đại Bảo hộ của giới hắc bạch, tác giả Nhất Thế Hoa Thường. Nếu các bạn thích bộ truyện này thì đừng quên like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ hiện đại, bảo hộ của giới hắc bạch. Tập 21. Cuối cùng, Tạ An Tuấn vẫn không thể đi xem một chút có phải anh trai nhà cậu hay không. Bởi vì đang quay chụp album mới, cậu chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ. Vina, anh có vài lời muốn nói cùng em. Tạ An Tuấn đứng ở bên trong vườn phong cách châu Âu, nhìn người phụ nữ trước mặt có dáng dấp lớn gấp 3 lần trọng lượng của cậu, vô cùng buồn cười. Một bộ hình dáng nghiêm túc thâm tình. Cậu ở trong cảnh này bị vây giữa mắt mù, mà Vina trong miệng cậu cũng không phải là người trước mặt. Cảnh hài hước buồn cười này hoàn toàn chính là hiểu lầm. Nhưng ánh mắt của cậu dù sao không bị mù thật, cho nên khi lúc cậu nói những lời này, cùng với lời tiếp theo là hoàn toàn có thể thấy người trước mặt. Doãn Mạch đứng ở một bên nhìn, người nọ cho dù cũng là một bộ dáng vẻ nghiêm túc như vậy, nhập vai 10 phần, giống như người đứng ở trước mặt cậu thật sự là người cậu thương. Cũng mặc kệ, nói như thế nào, những người bọn họ ở đây. Một bên nhìn thấy hình ảnh chính là người này hướng về phía một người trải qua, hóa trang cùng với xử lý đặc biệt mà trở nên cực kỳ xấu xí. Dùng lời Mạnh Tuyên nói, ngay cả Như Hoa lớn lên đều đẹp hơn cô ta. Nhưng người nọ vẫn phải dáng vẻ thâm tình chân thành. Mạnh Tuyên ngồi ở trên ghế được quản lý sân khấu dọn tới, xoa dạ dày không khỏe. Không phúc hậu rời đi đường nhìn. Y dừng mắt nhìn lại, liền thấy Doãn Mạch cũng là vẻ mặt biểu cảm cứng đờ, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh nói về tương lai, có một ngày, cậu ấy cũng như vậy đối với anh. Nói những lời này, phản ứng anh sẽ là gì? Doãn Mạch không đáp, ánh sáng trong con người lại sâu chút, hiển nhiên cũng rất không thích. Cắt! Đạo diễn hô một tiếng, ông quay lại nhìn màn hình, vô ý thức xoa bóp dạ dày một cái khen. Vô cùng tốt. Tạ An Tuấn chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ trước, chuẩn bị đi tìm Mạnh Tuyên. Doãn Mạch mắt liếc sang bên ngoài, ngày hôm nay có thật nhiều người hâm mộ đến thăm đoàn phim. Anh cúi đầu nhìn Mạnh Tuyên vẫn bất động như cũ, kinh ngạc hỏi, cậu không đi? Fan tới thăm đoàn phim, người đại diện cũng sẽ đi ra ngăn cản cản. Không đi. Mạnh Tuyên hướng trong cái ghế làm ổ, tìm một người quen bên trong đi qua. Lúc này mới nói tiếp, tôi đi rồi cũng chết, bọn họ thăm đoàn phim thường là cùng tìm tôi và Tiểu Tuấn. Doãn Mạch hiểu rõ gật đầu, lúc này mới nhớ tới, người này cũng là con cưng của rất nhiều truyền thông. Anh xoay chuyển ánh mắt, Tạ An Tuấn chạy tới trước mặt rồi, toàn bộ quá trình vẫn rất thận trọng. Người này hình tượng ở trong lòng truyền thông và fan vẫn là thong dong ưu nhã như vậy, chỉ có đối mặt người quen mới có thể biểu hiện ra khác biệt, ví dụ như Mạnh Tuyên. Tuyên, Tạ An Tuấn đi tới, cười hì hì chào hỏi. Mạnh Tuyên ừ một tiếng, đi chụp cánh tay của cậu. Trong mắt Phượng đều là ý cười. Quay không tệ, ngay cả tôi đều sắp buồn nôn rồi. À, chính là nói cậu quay rất khá. Ồ, Tạ An Tuấn gật đầu, đối với y cười cười. Doãn Mạch vừa muốn mở miệng, cũng cảm giác đường nhìn bên cạnh nóng lên. Anh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đám fan kia đồng loạt nhìn hai người kia. Nhiệt độ trong mắt nóng rực, khiến anh cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Âm thanh những người đó tuy rằng không phải rất lớn, lại có thể truyền tới rõ ràng. À, nhìn thấy chưa? Tạ An Tuấn nở nụ cười. Không đúng, không đúng. Là bởi vì nữ vương cổ vũ cậu ấy. Tuy rằng tôi nghe không được, nhưng không thể sai. Các người lẽ nào không phát hiện nữ vương chụp cánh tay cậu ấy sao? Cho nên nói, Tạ An Tuấn vẫn là trung khuyển ha. Tôi đúng thật rất mê lại couple này. Ai nói nữ vương chỉ có thể phối trung khuyển? Tôi nghĩ thâm tình công cũng không sai. Cậu xem, Tạ An Tuấn rõ ràng rất phù hợp. Đúng đúng. Wow, cậu xem, cậu ấy vừa cười, rất mê à. Đúng vậy, cậu ấy đúng thật chỉ có lúc đối với tuyên nữ vương của chúng ta cười rực rỡ nhất à. Ơ, các cậu nhìn người đàn ông bên cạnh kia cũng rất có ngoại hình à. Cậu nói anh ta phối với Tạ An Tuấn hay Mạnh Tuyên thì hợp? Đều không hợp, hai người kia là chính thức. Người hủy couple giết không tha. Được rồi, được rồi. Doãn Mạch yên lặng quay đầu,
Mẹ Tuyên lười biếng hướng trong chỗ ngồi dựa vào một chút, chậm rãi nói. Cho nên, nói anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ lòng của phụ nữ rốt cuộc nghĩ cái gì. Tạ An Tuấn chớp mắt. Tuyên, anh nói gì? Không có gì, Mạnh Tuyên nói. Chính là fan của cậu đối với cậu rất yêu thích, ngoan ngoãn đi quay phim đi. Ồ, được. Bọn họ đem toàn bộ cảnh thành phố S quay xong, sau đó ngồi máy bay rời đi. Một đường xuôi Nam, sau cùng đến Vân Nam rồi. Tuyên, nghe nói Lệ Giang rất đẹp, chúng ta đi chơi không? Bên trong khách sạn, kết thúc một ngày quay phim, siêu sao nào đó vội vàng chạy vào phòng người đại diện của cậu, hỏi như thế. Nhưng khi cậu chạy vào, đã bị người hung hăng chừng mắt một cái. Cậu nhất thời ơ một tiếng. Anh tại sao lại tới? Người trước mắt mặt mũi anh Tuấn, trên người đậm hơi thở cuồng dã, chính là Hiên Viên Ngạo. Đến du lịch không được sao? Hiên Viên Ngạo cắn răng nghiến lợi nói. Hắn không thể cùng theo đoàn phim, chỉ có thể đơn độc mua vé chạy đuổi theo vợ. Mà hôm nay, hắn thật vất vả mới tới âm thầm, vào gian phòng vợ chuẩn bị hành hung, thì người nào đó lại chạy vào. Trình Giảo Kim. Mạnh Tuyên nhân cơ hội chạy trốn nanh vuốt ma quỷ của hắn. Nhanh chóng chỉnh đốn quần áo, bất đắc dĩ nhìn cậu. Cậu có biết Lệ Giang, cách nơi này xa lắm hay không á? Cậu ngày mai còn phải quay phim, tuyệt đối không về được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An Tuấn nhất thời suy sụp xuống. Làm sao bây giờ? Ngày hôm nay khẳng định không có biện pháp. Hiền Viên Ngạo ở một bên từ đáy lòng đề nghị. Cho nên, cậu bây giờ hẳn là quay về ngủ một giấc. Ngày mai mới có tinh thần và thể lực làm việc, hiểu không? Mạnh Tuyền tức giận lườm hắn một cái. Suy nghĩ một chút đối với Tạ An Tuấn nói. Như vậy đi, tôi đi trao đổi cùng đạo diễn một chút. Nếu như thời gian cho phép, chúng ta liền qua bên kia đi dạo. Nếu như thời gian không kịp, cũng chỉ có thể sau này trở lại thôi. Tạ An Tuấn bĩu bĩu môi, chán ngắt gật đầu. Vậy được rồi. Hiên Viên Ngạo lập tức vất tay. Tạm biệt, không tiễn. Tạ An Tuấn liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, quay trở về. Quả thật nghe lời ngủ một giấc. Doãn Mạch đem cậu ôm vào trong lòng. Từ chuyện ra Mỹ lần trước, sau đó anh liền phân phó thủ hạ nhìn chăm chú Lâm Chết Tịch. Anh vừa nhận được cuộc điện thoại. Lâm Chết Tịch hiện giờ đang ở Tam Giác Vàng, cách nơi này rất gần. Mà người nọ cũng rất có khả năng biết được Tạ An Tuấn tới đây. Cũng không biết gã sẽ làm phản ứng gì. Cũng không biết gã có thể thông báo Hắc Yến hay không. Mà Hắc Yến lúc này lại ở chỗ nào? Anh suy tư một chút, đủ loại khả năng sau này. Đem sự tình đại khái suy nghĩ một lần, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại. Cũng vào giờ phút này, tại Shang, một bang của Myanmar, tại Tam Giác Vàng, trong một quán rượu cao cấp, Lâm Chiết Tịch vừa cúp điện thoại, đứng ở trước cửa sổ sát đất rơi vào trầm tư. Thủ hạ của gã đứng ở phía sau gã, cung kính nói. Ông chủ, bên kia Philippines vừa gọi điện thoại tới, nói giá lần trước bọn họ nhận. Lâm Chiết Tịch ừ một tiếng, phân phó. Cậu lấy hóa đơn nhận hàng. Vâng, thủ hạ lên tiếng, dừng một chút nói. Ông chủ, người ngài vẫn để người ta nhìn chăm chú ngày hôm nay, vừa đến Vân Nam, cậu ta phải ở chỗ này quay phim. Ồ, rốt cuộc Lâm Chiết Tịch có một chút phản ứng, mắt của gã híp một cái, vất tay để hắn xuống phía dưới, sau đó lấy điện thoại ra một lần nữa gọi điện thoại cho một dãy số. Alo, Hắc Yến. Ừ, tôi biết ông hiện giờ muốn thu tay lại. Tạm thời nghiên cứu thuốc thử trì hoãn gì đó. Chẳng qua thú cưng của ông hiện giờ đang quay phim ở Vân Nam, dưới mắt của chúng tôi. Có muốn ra tay hay không? Bên kia không biết nói gì đó. Gã hay một tiếng. Tôi biết người của Tống gia rất có thể đang theo dõi cậu ta. Chẳng qua không thử một chút, biết kết quả như thế nào. Hơn nữa, Tống Chiết cũng không biết sự tồn tại của tôi. Nếu là tôi tùy tiện mượn cớ, đem thú cưng của ông trói lại, người của Tống gia cũng không cớ gì nói ông làm. Như vậy, người ông để ý kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nào? Bên kia cũng không biết nói gì đó. Gã nở nụ cười. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Chẳng qua có chuyện tôi vẫn rất tò mò. Nếu ông có thể nhẫn tâm ở trên người Tả Xuyên Trạch lắp một viên thuốc nổ, vậy cậu ta thế nào? Không phải có lắp vào? Được rồi, gặp lại sau. Gã cúp điện thoại, ý cười nơi khóe miệng nghiền ngẫm, gần như nguy hiểm. Tạ An Tuấn lại quay phim một ngày. Cậu trong khoảng thời gian này, một mặt ăn cơm hộp của đoàn phim, hiện giờ thật vất vả. Thay đổi nơi, đương nhiên không kịp chờ đợi, muốn đi nếm thử một chút thức ăn vặt đặc biệt của nơi này. Lúc kết thúc công việc, sau đó hưng phấn đề nghị. Cậu vốn là muốn kéo Mạnh Tuyên cùng đi,
Nhưng Doãn Mạch và Hiên Viên Ngạo đồng thời phản đối. Mà Mạnh Tuyên cũng bởi vì có chút mỏi eo, đau lưng, hơi mệt chút, phải đi về ngủ bù. Cậu lúc này mới thôi, cùng Doãn Mạch rời đi. Doãn Mạch nhìn người này quen việc, dễ làm quẹo trái quẹo phải, đến một phố ăn vặt, liền biết người nọ là sớm có dự tính trước. Anh không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu người này có thể dùng thông minh ở mặt này, chia chút tới mặt khác, anh sẽ rất vui mừng. Tả An Tuấn đương nhiên không biết vệ sĩ của cậu nghĩ gì, mà là tự mình đi về phía trước, nhìn xung quanh một chút, sau đó vào một cửa hàng nhỏ, ngồi ở trên ghế làm bằng gỗ, bắt đầu chọn món ăn. Mạch, anh muốn ăn gì? Tùy. Doãn Mạch nhàn nhạt nói. Tả An Tuấn liền đáp một câu, bắt đầu chọn món ăn. Hai người rất nhanh thì ăn. Doãn Mạch nếm nếm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn cậu. Nghĩ thầm, người này mỗi lần chọn nơi ăn cơm đều ăn rất ngon. Mũi cậu rốt cuộc, khéo léo bao nhiêu. Tả An Tuấn thỏa mãn ăn một ngụm lớn, một khuôn mặt nho nhỏ, đều là ánh sáng hạnh phúc. Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch hơi tan ra. Vừa muốn mở miệng, liền thấy phía sau cậu đi tới một người, còn người trong nháy mắt trầm xuống. Tạ An Tuấn vẫn như cũ, ăn cũng không ngẩng đầu lên, vừa thỏa mãn thở ra một hơi. Một âm thanh quen thuộc liền lập tức vang lên. Đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy theo tiếng nói rơi xuống tiếp theo, người đó ngồi ở bên cạnh bàn của họ. Chọn một phần đồ ăn giống như bọn họ vậy, lúc này mới cười nhìn về phía Tạ An Tuấn. Còn nhớ tôi không? Con ngươi Tạ An Tuấn đen như mực sâu chút, gật đầu. Người nọ nở nụ cười. Lần trước, tương đối vội vội vàng vàng, tôi chưa kịp làm tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Lâm Chiết Tịch. Vừa nói vừa vươn tay, Tạ An Tuấn vừa muốn đưa tay, đã bị Doãn Mạch chặn đè lại. Còn chưa kịp nói thì chợt nghe Lâm Chiết Tịch nhẹ giọng thở dài một hơi. Không cần đề phòng tôi như thế đi. Doãn Mạch mắt điếc tai ngơ, giọng nói rất lạnh. Ai biết trong móng tay của mày có lắp thứ gì đó không nên hay không? Tạ An Tuấn vốn cũng hiểu được, anh như vậy không cần thiết. Nhưng nghe đến, liền vội vàng thu tay về. Cậu biết người này cùng phụ thân cậu rất quen thuộc. Cậu đối với thuốc cũng không sợ. Nhưng thuốc phụ thân cậu chế tạo và thuốc thường, hiệu quả rõ ràng không giống nhau, không cùng một đẳng cấp. Cậu còn không có can đảm nếm thử, chỉ có thể yên lặng rụt trở lại. Lâm Chiết Tịch thấy thế cũng không miễn cưỡng, không thèm chú ý, thu tay về. Nhìn Tạ An Tuấn, việc lần trước suy tính thế nào? Doãn Mạch không khỏi nhíu mi. Tạ An Tuấn lại biết gã chỉ gì. Hơn nữa, cậu cũng biết anh trai nhà cậu không có việc gì, liền lắc đầu. Lâm Chiết Tịch có chút kinh ngạc vô cùng, theo bản năng nhìn về phía Doãn Mạch. Lần trước người này gọi điện thoại cho gã, hình như đã từng nói, bảo vệ cả đời. Gã đại khái có thể đoán được quan hệ của bọn họ, không nghĩ tới loại quan hệ này khiến Tạ An Tuấn chống lại mệnh lệnh của Hắc Yến. Gã nở nụ cười. Không sao, tôi sẽ không ép buộc. Hôm nay tới đây chính là nghe nói cậu ở nơi này quay phim, cho nên tới xem một chút. Một lúc cơm của gã cũng đã bưng lên, gã liền cúi đầu bắt đầu ăn, một bộ tùy ý, đúng thật vô hại ôn tồn. Tạ An Tuấn chớp mắt mấy cái, nhìn gã rồi lại nhìn cơm của mình, do dự một cái như vậy, cúi đầu tiếp tục ăn. Doãn Mạch bất đắc dĩ bắt đầu xoa trán. Anh thật sự rất khó tưởng tượng đầu óc đơn giản cùng vẻ mặt ngu ngốc của người này. Người chỉ biết ăn và chơi, có thể cùng hai người quậy đến hắc đạo, không ai được yên, là có máu mủ với nhau. Bữa cơm này lại coi như hòa thuận. Lâm Chiết Tịch nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới cúi đầu nhìn một chút thuốc trong móng tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Doãn Mạch, một đôi mắt âm tình bất địch. Sau cùng, hầy một tiếng, nghiền ngẫm 10 phần, rất là nguy hiểm. Thủ hạ của gã lúc này đã đi tới, cúi đầu nhắc nhở. Ông chủ, người của Lâm gia gọi điện thoại tới, sinh nhật người kia phải đến rồi. Người nọ chỉ chính là cha của Lâm Chiết Tịch. Chẳng qua ông chủ bọn hắn có lệnh, tuyệt đối không thể ở trước mặt gã nói các loại xưng hô như phụ thân ngài hoặc lão gia gì đó, bởi vậy chỉ có thể nói như vậy. Lâm Chiết Tịch thu hồi suy nghĩ, vẫn là chuyện Lâm gia tương đối quan trọng, liền gật đầu nhấc chân đi, nghĩ thầm còn nhiều thời gian, dù sao gã vẫn có cơ hội. Mấy ngày tiếp theo, Tạ An Tuấn quay phim như thường. Doãn Mạch nhận được tin tức thủ hạ chính là Lâm Chiết Tịch trở về Malaysia, phân phó bọn họ tiếp tục theo dõi, liền chuyên tâm cùng ở bên cạnh người này, tạm thời không có nhiều sắp xếp. Nhưng chờ Tạ An Tuấn quay xong kết thúc công việc thì trên đường lại truyền đến hai việc lớn. Một là Lâm Chiết Tịch ở trong ngày thọ yến phụ thân gã,
chôn vài bó thuốc nổ xung quanh Lâm gia, đem toàn bộ đại trạch Lâm gia nổ lên trời. Người Lâm gia và khách mời chết vô số, cảnh sát hiện giờ đang lùng bắt gã ở phạm vi toàn thế giới. Việc thứ hai là Phùng Ma Tả Xuyên Trạch cùng người khác ở vịnh Bangladesh chiến đấu cực liệt trên trời. Trực thăng song phương đều rơi xuống, sống chết không rõ. Hiện giờ, người của Phùng Ma đang cực lực tìm kiếm. Anh cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tả An Tuấn. Người nọ lúc này đang loay hoay thứ gì đó mua từ Lệ Giang, vô cùng hài lòng. Anh suy nghĩ một chút, người này ngay cả cha mình cũng không biết tên là gì, danh tiếng Tả Xuyên Trạch thì càng thêm không biết. Đúng rồi, anh vừa mới nhớ tới, trước đây anh và Mạnh Tuyên từng đề cập qua Phùng Ma. Người này ngay cả danh tiếng Phùng Ma đều chưa từng nghe qua, huống chi đương gia Phùng Ma. Anh suy tư một chút, nghĩ thầm, trước mắt yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mạch, Tả An Tuấn vẫy vật trong tay. Tuyên nói chúng ta phải về lập tức, những thứ này phải đặt ở đâu? Tôi đến đây. Doãn Mạch lên tiếng, đứng dậy đi tới. Mấy người họ thu dọn một chút liền rời đi, đuổi cảnh kế tiếp, thẳng đến cuối năm mới quay lại. Thành phố S hạ xuống vài trận tuyết lớn, đứng ở biệt thự nhìn xuống dưới, cảnh vật trên sườn núi một mảnh tuyết trắng, rất đẹp, mà giao thừa cũng gần ngay trước mắt. À, được rồi. Mạnh Tuyền chịu đựng xung động, muốn xoa chán, cúp điện thoại. Khi Viên Ngạo thì ngồi ở bên cạnh y, thấy thế không khỏi buông tờ báo trong tay lại gần từ phía sau ôm y. Cắn vành tai của y, thấp giọng mở miệng. Em đừng nói cho anh biết giao thừa vẫn phải đi ra ngoài. Đây chính là Tết âm lịch đầu tiên của chúng ta cùng nhau trải qua sau 10 năm. Bên tai tê dại khiến Mạnh Tuyên không khỏi run rẩy, hướng bên cạnh rời đi một chút, mắt phượng hẹp dài cong lên độ cong đẹp mắt. Sẽ không, Tiểu Tuấn nhận mấy bảng thông báo đều là trước thời hạn, giao thừa ngày đó mới có thể trải qua ở nhà. Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, y chỉ một mặt, mặc một cái áo lông rộng cổ, tính chất mềm mại, màu sắc đơn giản, mà bọn họ thì ngồi ở trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất. Ánh dương quang buổi sáng không chút kiêng kỵ chiếu vào, khiến da lộ ra của y cũng phủ một tầng sắc màu ấm, nhìn qua vô cùng mê người. Con người cuồng dã của Hiên Viên Ngạo sâu chút, tay chậm rãi nhấc vạt áo lông của y, dò xét đi vào, ở trên lưng tỉ mỉ vuốt ve, môi cũng mạnh dạn từ tay trượt xuống, ở trên cổ trắng nõn của y, hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ và vụn vặt. Bọn họ trong khoảng thời gian này, một mực theo đoàn phim chạy show. Hắn không có lăn qua lăn lại với y, tính ra bọn họ đã lâu không có thân thiết rồi. Mạnh Tuyền càng thêm không ức chế được run rẩy, nhịn không được đưa tay đẩy hắn, trong tiếng cười mang theo một chút thở dốc. Ban ngày phát tình gì chứ? Hiên Viên Ngạo đã sắp đem y đặt ở dưới thân rồi. Hắn kéo tay y qua, đặt ở trên môi hôn một cái, cúi đầu nhìn y. Con ngươi thâm thúy mười phần cuồng dã. Phát tình cũng là đối với em phát. Dứt lời, đem vạt áo phía trước của y kéo lên trên ngực. Sau đó không chịu được, đem tay dò vào quần ngủ của y, cách quần trong chậm rãi xoa. Mạnh Tuyền hoảng sợ thở một tiếng, ngẩng đầu lên. Ngay sau đó thì cảm nhận được một cỗ chuyển tới nụ hôn ẩm ướt. Liền chậm rãi buông lỏng cơ thể, mắt phượng cũng dần dần nhuộm một tầng hơi nước. Trước khi triệt để thả lỏng, không quên liếc mắt cửa sổ sát đất phía sau lưng Hiên Viên Ngạo một cái. Lập tức kinh ngạc một chút, vội vàng đẩy hắn. Đứng lên, Tiểu Tuấn tới. Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, nhìn lướt qua bóng dáng vui vẻ, bay qua bên ngoài cửa sổ sát đất, nhịn không được chửi bới một tiếng, vội vàng đem đồ của vợ nhà mình sửa sang xong. Không ăn được thức ăn ngon, khiến tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu. Hắn nghĩ, lúc trước chọn nhà ở bên cạnh người này, đúng thật là đầu óc nước vào rồi. Tuyên, tôi tới. Tả An Tuấn một đường chạy chậm vào cửa, cũng không để ý Hiên Viên Ngạo đen mặt, bởi vì mỗi lần cậu tới, biểu tình người này đều như vậy. Cậu có một đoạn thời gian thậm chí còn cho rằng người này vốn chính là dáng vẻ đó. Nhưng trong lúc vô tình phát hiện, thái độ của hắn đối với Mạnh Tuyên rõ ràng khác đối với người khác, thế mới biết trong đó có khác biệt. Mạnh Tuyên mỉm cười nhìn người này, ngồi xuống đối diện bọn họ. Lúc này mới lên tiếng. Doãn Mạch đâu? Đang rửa chén và giặt đồ. Tạ An Tuấn ăn ngay nói thật. Mạnh Tuyên nhịn không được cười ra tiếng. Danh tiếng của Tạ An Tuấn càng ngày càng phát triển hơn. Ngược lại mà nói, biện pháp giữ bí mật là phải làm cho tốt. Sinh hoạt cá nhân, nhất là vấn đề tình cảm càng không thể để cho người khác biết. Cho nên đối với thu dọn hàng ngày của gia đình, cũng chỉ có thể lão đại nào đó làm. Trông cậy vào siêu sao nào đó hiển nhiên không có khả năng. Y không khỏi cảm ơn Doãn Mạch đến, không thì những việc này hiện giờ sẽ rơi xuống trên đầu của y.
Đến lúc đó, Hiên Viên Ngạo tuyệt đối sẽ điên lên. Không làm tốt, còn sẽ tìm người âm thầm đem siêu sao nào đó thủ tiêu nữa. Mọi việc thuận lợi. Cậu tới làm gì? Y cười hỏi. Thủ hạ của Mạch tới, bọn họ đang nói chuyện. Mạch để tôi tự đi chơi, tôi liền sang đây. Tạ An Tuấn tiếp tục ăn ngay nói thật, vô cùng nhu thuận. Hiên Viên Ngạo nhịn không được hỏi. Anh ta lúc nào nói xong? Không biết. Tạ An Tuấn nhìn mặt người này đổi thành màu đen. Chớp mắt nghi hoặc, rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề cậu rất kinh ngạc. Một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Vì sao mỗi lần tôi sang, mặt của anh đều đen như vậy? Hiên Viên Ngạo vì lời nói của cậu, sắc mặt lại đen một phần. Mạnh Tuyền không khách khí, ôm bụng cười ngã lên trên người hắn. Mà giờ phút này, bên trong biệt thự bên cạnh, Doãn Mạch đứng ở phòng bếp trước bàn thủy tinh, mang theo bao tay cao su rửa chén. Thủ hạ của anh thì đứng ở một bên, ngước mắt nhìn dáng vẻ ông chủ nhà mình, một bộ ông chồng đảm đang. Bên tai lại nghe máy giặt phát ra tiếng vang nho nhỏ. Gương mặt nhất thời vặn vẹo. Đây là lão đại lờ của bọn họ. Lão đại thật là lợi hại thông minh đó ư. Việc này cũng quá kinh sợ rồi. Doãn Mạch vẫn là dáng vẻ, một bộ lạnh nhạt, mảy may không thèm quan tâm, đường nhìn của thủ hạ anh có bao nhiêu quỷ dị, mà mở miệng nói. Nói như vậy, phụ thân Lâm Chết Tịch vốn là chạy đi rồi, kết quả lại bị Lâm Chết Tịch phát hiện, một viên đạn đem ông ta kết điễu. Vâng, thủ hạ thu hồi suy nghĩ kính cẩn nói. Trực tiếp bắn trúng mi tâm, bị mất tại chỗ. Doãn Mạch ử một tiếng, như có như không, đem chén cầm trong tay cất xong. Cầm lấy nồi nhỏ bên cạnh tiếp tục rửa. Lâm gia hiện giờ có hành động gì? Rối loạn, thủ hạ nói. Người Lâm gia chết rất nhiều. Cổ phiếu của tập đoàn công ty cũng rất thảm hại. Bọn họ bây giờ một bên vội vàng xoay chuyển tình hình, một bên không ngừng đốc thúc cảnh sát lùng bắt. Chẳng qua buổi sáng tới tin, người của Lâm gia hình như muốn liên lạc với vị Hàn, giờ vẫn không hiểu rõ mục đích và kết quả. Doãn Mạch không trả lời, thầm nghĩ, dựa theo cá tính trước của vị Hàn, nếu rời khỏi cũng sẽ không lại cùng bọn họ dính líu, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện hỏi. Có tin tức Tả Xuyên Trạch không? Nghĩ đến từ lúc gặp chuyện không may đến giờ, đã qua gần một tháng, cũng có thể có chút động tĩnh rồi. Không có, Tả Xuyên Trạch nói. Người Phùng Ma lúc ban đầu lục soát một tuần, sau đó lại không thấy có hành động, tất cả như thường. Vẫn như là Tả Xuyên Trạch, một chút việc cũng không có. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tả Xuyên Trạch cũng không có lộ diện ở trong giới. Trong giới nhất thời, nghe đồn rất nhiều. Doãn Mạch ừ một tiếng. Như vậy xem ra người nọ sẽ không có chết. Cũng không biết sau này có thể xuất hiện ở trước mặt Tạ An Tuấn hay không. Mà Tạ An Tuấn chạy thoát hắn 4 năm. Và Hắc Yến lại vì sao chẳng quan tâm? Anh suy nghĩ một chút hỏi. Ngày Tạ Xuyên Trạch gặp chuyện không may, Lâm Chí Tịch có hành động gì? Hắn lúc đó đang tránh né truy lùng. Chẳng qua hắn phái một du thuyền dưới thế lực của hắn đi vịnh Bangladesh. Thủ hạ nhỏ nhẹ nhíu mày một cái, trầm ngâm. Hơn nữa, mục đích chính là vùng hải vực trực thăng gặp chuyện không may. Tay cầm nồi nhỏ của Doãn Mạch dừng lại, nghĩ thầm. Lẽ nào Tả Xuyên Trạch đối chiến cùng với người của Hắc Yến? Hai người kia từng đụng chạm, hay là người khác? Nhưng nếu không phải Hắc Yến, tại sao Lâm Chí Tịch để người phái đi? Anh trầm ngâm một chút. Lâm Chí Tịch hiện giờ ở đâu? Vẫn không biết. Lần sự kiện kia, sau đó biến mất. Người nọ trầm ổn nói. Chẳng qua thế lực của hắn gần đây có xu thế thâm nhập vào Trung Quốc. Doãn Mạch híp mắt một cái, đem cái nồi sau cùng buông xuống, lạnh nhạt nói. Không sao, chú ý hơn nữa hướng đi của bọn họ. Dứt lời hướng đi máy giặt lấy đồ giặt xong. Vâng, người nọ gật đầu, nhìn lão đại nhà mình làm việc nhà thành thục. Mặt lại vặn vẹo một chút, âm thầm hối hận, không nhìn Tạ An Tuấn thật tốt trước khi cậu đi. Có thể để cho lão đại nhà mình làm một loạt trình độ ngoài ý muốn này, không nhìn thật đáng tiếc. Gã dưới đáy lòng tiếc hận thở dài, quay đầu ra. Tạ An Tuấn khi trở về, Doãn Mạch vừa mới phơi đồ xong, thấy anh quay đầu lại cười hì hì đối với anh phất tay. Buổi sáng ánh dương quang ấm áp đánh vào trên người cậu, khiến cho nụ cười của cậu càng thêm rực rỡ. Con người màu lam đậm của Doãn Mạch hơi chậm, hiểu rõ hỏi. Là Hi Viên Ngạo để em trở về sao? Tạ An Tuấn gật đầu, ánh mắt đen như mực dưới ánh sáng lấp lánh. Làm sao anh biết? Anh ấy thấy thủ hạ của anh rời đi, liền lập tức để em trở về. Doãn Mạch không khỏi, tiến tới xoa xoa đầu của cậu, giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút ý cười. Em quấy rầy chuyện tốt của hắn, đương nhiên hắn muốn cho em nhanh biến mất ở trước mặt hắn một chút. Chuyện tốt? Tạ An Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu ra,
Mặt nhỏ lại đỏ lên, gãi đầu một cái. Khó trách, tôi mỗi lần đi, mặt anh ta đều đen như vậy. Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch lại mở ra một chút, lần thứ hai xoa xoa đầu của cậu. Mỗi lần như vậy, mắt Tạ An Tuấn híp lại, nhìn qua tựa như con mèo thoải mái. Anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh ôn hòa, giống như mặc kệ bên ngoài máu tanh rối loạn cỡ nào, chỉ cần ánh mắt trong suốt của người này vẫn còn, anh đã cảm thấy những thứ kia cũng không sao cả. Anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chậm rãi cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bộ môi của cậu. Đáy lòng Tạ An Tuấn run lên một cái, mí mắt hơi rũ, vô thức mở miệng. Doãn Mạch liền không khách sáo, dò xét đi vào, mềm nhẹ cùng cậu dây dưa một chỗ. Cuối cùng, rời khỏi một chút, dán nụ hôn ở trên môi cậu. Em thích tôi chứ? Tạ An Tuấn chớp mắt trong suốt, nhìn màu xanh lam đậm kia, gật đầu nói. Thích. Vậy em yêu tôi không? Tạ An Tuấn lần thứ hai chớp mắt mấy cái, nghi hoặc một chút, ăn ngay nói thật. Không biết. Ánh sáng dưới đáy mắt Doãn Mạch không đổi, ở trên môi cậu liếm nhẹ một chút, nhìn mặt nhỏ người này đỏ lên, nghĩ thầm. Ít ra người này đối với đụng chạm cùng thân mật của anh sẽ không nảy sinh tâm tính chống cự, tình trạng coi như không xấu, liền lưu lại một chút nhìn cậu. Vậy thì lúc nào em đã biết, nhớ nói cho tôi biết nhé. Tạ An Tuấn còn chưa từ trong đụng chạm vừa rồi hoàn hồn lại, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Doãn Mạch không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ thầm. Đứa ngốc này nếu có một ngày có thể tự biểu đạt với anh, nói ra ba chữ kia, đúng thật chính là kỳ diệu. Tạ An Tuấn chớp mắt nhìn anh. Doãn Mạch rất ít cười, ít ra cậu chưa từng thấy người này đối với người bên ngoài cười qua. Nhưng người này lúc cười rộ lên luôn luôn rất lạnh. Mắt sẽ cong lên một độ cong nhỏ, nhìn qua rất thân thiện. Cậu gãi gãi tóc. Mạch, anh cười rộ lên thật đẹp mắt. Doãn Mạch có chút ngẩn ra, lại nở nụ cười. Chẳng qua lần này bỏ thêm một chút nghiền ngẫm. Em đây là đang khen tôi. Đúng à, Tạ An Tuấn gật đầu, mắt trong suốt không chứa tạp chất nào, còn ngây thơ bỏ thêm một câu. Không phải sao? Khiêu khích, Doãn Mạch nói thật nhỏ câu này, lần thứ hai cúi đầu hôn qua, hai người hôn ngày càng sâu. Đến cuối cùng, tay anh từ vạt áo của cậu duỗi vào, mà Tạ An Tuấn cũng thở hổn hển nhào lên cổ của anh. Mắt thấy sự tình phát triển đến hướng đoán trước được, mà lúc này phía sau lại vang lên một trận tiếng chân ga. Anh buông tay, quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc Việt Dã dừng ở trước mặt bọn họ. Trương Lăng Trúc từ phó lái đi xuống, còn người đẹp mắt đều đã có ý cười không che giấu được. Nhìn bọn họ nghiền ngẫm, âm cuối còn cố ý kéo dài. Đã lâu không gặp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An Tuấn còn có chút đỏ lên, hô hấp cũng có chút gấp, nhất thời không nói gì. Lúc này vị Hàn cũng từ trên xe bước xuống, vẫn là dáng vẻ một bộ tùy ý, đối với Doãn Mạch nhẹ đầu, gật đầu xem như chào hỏi. Ý cười đầy mắt Trương Lăng Trúc vẫn đậm, hài lòng nhìn con ngươi trở nên lạnh của Doãn Mạch, không đợi anh mở miệng, cứ tiếp tục nói. Mùa xuân Trung Quốc phải đến đi, tôi tương đối hiếu kỳ, đặc biệt đến cảm một chút giao thừa trong truyền thuyết. Ý kia chính là đêm giao thừa ở nơi này trải qua. Ồ, đúng rồi, Hán chậm rãi nói, cười đến rất là hài lòng. Tôi nghĩ ở đây không tệ, nghe nói biệt thự phía trên của các người vẫn chưa bán, tôi đã mua xong rồi. Cách nơi này không xa, sau này lúc mọi người không có chuyện gì làm, có thể thường xuyên gặp mặt đi. Xong, nói mấy câu tiếp xong triệt để không đi. Vì vậy, lúc Hiên Viên Ngạo ôm vợ nhà mình ngồi ở trên ghế sofa, biết được phải san sẻ tài nấu nướng của vợ mình, cùng với đêm giao thừa còn nhảy ra thêm hai người, thì cuồng giá trên người nhất thời dâng lên tới điểm cao nhất. Mạnh Tuyên ngay trong lòng của hắn, nhịn không được ngẩng đầu, an ủi hôi lên cằm hắn một cái. Hiên Viên Ngạo cũng chỉ có thể nhận mệnh xoa trán. Một đêm giao thừa thật tốt, một thế giới hai người thật tốt, cứ qua loa như vậy, dễ như chơi, không có chút lo lắng nào bị mấy người ngu ngốc cùng thêm thằng khốn kia phá hủy. Chẳng qua, mặc dù hắn không tình nguyện, nhưng đêm giao thừa này trôi qua coi như ôn hòa. Tạ An Tuấn chỉ rảnh ở đêm giao thừa ngày đó, sau đó lại phải liên tục chạy đi thu tiết mục, mà hôm nay lại nhận thêm một cuộc họp thường niên mời đi thành phố S. Họp thường niên này làm rất lớn, mời rất nhiều chính khách thương nhân. Sau khi Tạ An Tuấn diễn xong phải đi tiệc tối, người nơi này rất nhiều. Mạnh Tuyên bị mấy người đạo diễn và sản xuất lôi kéo qua, không biết đang nói những chuyện gì. Tạ An Tuấn nhớ chỉ đạo của Tam Minh Triệt và Mạnh Tuyên, ở bên ngoài luôn luôn ổn trọng, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, nghĩ người này cười muốn cứng đờ, liền tiện tay ở một bên cầm chút thức ăn đưa tới trước mặt cậu.
hoạt động miệng một chút đi. Tạ An Tuấn a một tiếng, ăn, bắt đầu ăn. Cảm giác quả nhiên đã khá nhiều, liền tiếp tục ăn. Chờ ăn được một món điểm tâm ngọt thì trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Doãn Mạch vừa nhìn liền biết. Thích ư? Tạ An Tuấn vội vàng gật đầu, mắt sáng trong suốt. Doãn Mạch liền để cho cậu chờ ở chỗ này, đi qua một bên lấy một chút. Vì vậy ở đây cũng chỉ còn dư lại một mình Tạ An Tuấn, chán đến chết, chờ vệ sĩ của cậu và người đại diện. Cậu nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ thấy hội trường lúc này đi vào một người. Áo đỏ, tóc dài, gương mặt lớn lên đặc biệt yêu nghiệt. Đúng là anh trai nhà cậu. Cậu chớp mắt trong suốt nhìn một chút, chậm rãi hướng bên kia di chuyển. Trên đường còn bị mấy người xa lạ kéo hàn huyên vài câu. Cậu mượn cớ thoát thân, tiếp tục hướng bên kia đi. Anh trai nhà cậu đã thay đổi vị trí, cùng một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng nói gì đó. Lúc này bỗng nhiên vừa chuyển ánh mắt hướng cậu nhìn sang, đối với cậu nở nụ cười một chút. Trước mắt cậu vừa sáng ngời, lập tức bước nhỏ chạy tới, lôi kéo y bắt đầu nói chuyện phiếm, cười đến vẻ mặt rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, Tạ An Tuấn chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, chính là cậu không biết tên anh trai nhà cậu là gì, cũng không biết phương thức liên lạc với y, liền tìm y đòi số điện thoại. Người nọ nở nụ cười, liếc mắt nhìn người phía sau y. Người sau hiểu ý, từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ vàng đưa tới. Cậu nhận sang nhìn, lập tức vẻ mặt sùng bái nhìn anh trai nhà cậu. Wow, anh ơi, anh thấy có tiền à? Ngay cả danh thiếp đều làm bằng dòng. Người nọ cười nói. Thứ này cậu phải cất cẩn thận, nói không chừng sau này có thể dùng tới. Được, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Bên này Doãn Mạch sau khi trở về, phát hiện cậu bỗng nhiên không thấy, liền tìm ở trong đám người. Sau đó rất nhanh thì phát hiện bóng dáng của cậu. Từ góc độ này anh nhìn sang, thấy Tạ An Tuấn và anh trai nhà cậu đang đứng nói chuyện. Bởi vậy anh không để ý tới người nọ, mà thẳng tắp nhìn Tạ An Tuấn đi tới. Tới nơi bèn nói. Tạ An Tuấn, em lại chạy bậy gì thế? Tạ An Tuấn quay đầu lại nhìn anh nói thầm. Tôi không có chạy bậy, tôi đang cùng anh trai tôi nói chuyện. Anh trai em ở đâu ra? Anh trai em không phải mới chết sao? Doãn Mạch theo bản năng hỏi ra lời, nhưng nghĩ lại một chút sẽ không phải là Tạ Xuyên Trạch sao? Quả nhiên, Tạ An Tuấn nói. Tôi đương nhiên có anh trai. Sau đó lôi kéo ống tay áo một người. Này, đây chính là anh trai tôi. Doãn Mạch chỉ nhìn lướt qua, liền đem Tạ An Tuấn kéo về phía sau. Con ngươi màu lam đậm thẳng tắp nhìn người trước mắt. Áo dài đỏ, tóc dài. Một vị nhân vật điển hình đặc trưng vang dội trong giới. Anh trầm giọng nói. Phùng ma Tạ Xuyên Trạch. Hết tập 21. Các bạn vừa được thưởng thức bộ truyện Bảo hộ của giới Hắc Bạch qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem. Rất mong nhận được comment của các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.